Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Đứng bên cạnh Cường đây là chiếc xe mà quý khách hàng đang quan tâm, dòng crossover hạng C gầm cao tại Việt Nam, thì các bạn rất mong chờ siêu phẩm trước mặt các bạn đây. Đó là chiếc xe For Territory 2023. Đến tận ngày hôm nay Cường mới có dịp để review chi tiết cho các bạn về phiên bản Titanium X và phiên bản Titanium, để cho quý khách hàng nào đang có nhu cầu trong cái phần group crossover xe này và đặc biệt quan tâm mẫu Territory thì các bạn sẽ có thêm những cái thông tin, có thêm những cái cảm nhận về chiếc xe này. Đây là phiên bản thực tế, phiên bản thương mại sẽ bán tại thị trường Việt Nam, để cho quý khách hàng có thêm thông tin để mình quyết định mình mua chiếc xe này nó có hợp lý hay không. Thì đầu tiên khi mà muốn chia sẻ các bạn về chiếc xe này thì Cường chia sẻ một xíu về những cái thông số giá bán và ngày ra mắt. Thời gian giao xe dự kiến sẽ là cuối tháng 11, tuần thứ 3 của tháng 11 năm 2022. Đó là những cái thông tin mà Cường muốn chia sẻ các bạn, thì các bạn mà có nhu cầu thì hãy nhanh tay đặt hàng với Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình. Còn ngay bây giờ Cường sẽ mời các bạn tìm hiểu chi tiết với Cường về phiên bản Titanium X này. Còn phiên bản Titanium thì nó chỉ bớt đi một số option của phiên bản Titanium X, cho nên để cho các bạn có cái nhìn nhận bao quát về phiên bản For Territory thì chúng ta hãy tìm hiểu phiên bản Titanium X này có gì. Đầu tiên về phần ngoại hình, Cường muốn các bạn tìm hiểu cái khả năng nhận diện từ cái phần đầu xe của phiên bản For Territory này. Thì ngay khi những cái lần đầu tiên mà Cường tiếp xúc với chiếc xe này, ở cái phần đầu xe của chiếc xe này nó làm cho Cường một cái cảm giác ấn tượng hoàn toàn, và nó làm Cường xóa bỏ đi những cái quan niệm hay là những cái hình ảnh của những chiếc xe crossover hạng C mà đã từng bắt gặp thấy trên thị trường cũng như là lăn bánh ngoài đường. Và với phần nhận diện của For Territory phải nói là cực kỳ hoành tráng các bạn. Cái nắp, cái mặt ca lăng này phải nói là rất to nha các bạn, rất to. Các bạn có thể thấy ha, rất to và nó trường qua hai bên. Và trong những cái chi tiết nhỏ này nó là mạ chrome nha các bạn. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ này nè, được mạ chrome và phối với lại cái tông màu là màu đen. Cái màu chrome và cái màu đen nó làm cho chiếc xe này rất là đẹp. Ở đây có cái phần cam 360 nè. Ở phía đằng trước thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cảm biến nhé. Chiếc xe này chắc chắn là sẽ có hỗ trợ đổ xe chủ động, camera 360 độ. Và cái điểm mà Cường ấn tượng nhất đó, đó là về phần đèn. Đèn của chiếc xe này được tách rời là đèn đề mi ở phía bên trên này. Đèn đề mi, đèn định vị ban ngày. Còn hệ thống chiếu sáng sẽ nằm ở phía dưới này. Và toàn bộ hệ thống chiếu sáng là sử dụng công nghệ LED nha các bạn. Và bên trong này nó sẽ có hai cái tinh cầu thủy tinh. Một cái là của hệ thống chiếu COS và một cái là của hệ thống pha. Và cái phần đèn này, cái đường viền của nó sẽ được mạ chrome nha. Được mạ chrome rất là nhiều chi tiết ở đây, cực kỳ sáng bóng luôn, rất là đẹp. Về phần nắp capo thì với phần nắp capo của chiếc xe này thì Cường cảm thấy là nó có một cái kiểu uyển chuyển mềm mại các bạn. Và cái phần kích thước của cái phần đầu xe, cái phần nắp capo này, nếu mà so với lại những cái phân khúc hạng C ở thị trường Việt Nam thì Cường thấy cái nắp capo này nó cho chúng ta một cái cảm giác là nó vừa phải các bạn, nó không quá dài. Thì hứa hẹn tí nữa các bạn vô bên trong phần nội thất, chúng ta sẽ có một cái khoang nội thất cực kỳ rộng để xem Cường có nói đúng hay không. Đó là về cái phần nắp capo ha. Và cái phần nắp capo này cũng không có quá nhiều cái đường gân dập nổi, tuy nhiên khi mình gõ vào cảm giác rất dày dặn và chắc chắn các bạn, đúng là xe Mỹ. Khung gầm, hệ thống treo và cái phần tôn vỏ bên ngoài rất là chắc chắn. Và chiếc xe For Territory cũng không phải là một chiếc xe ngoại lệ. Có một chi tiết Cường quên chia sẻ các bạn, đó là về cái phần cản trước của chiếc xe Territory này. Làm thiết kế rất đẹp các bạn, nhìn nó gọn gàng, nhìn nó thoáng và nó rất là sang trọng. Thì cái phần cản ở phía dưới này sẽ có hai phần riêng biệt. Đó là một cái phần là mô đun nhựa, nó sẽ nối với lại cái phần thân xe. Còn ở phía dưới này sẽ có một cái cản và sơn màu kiểu như là màu xám nhưng mà sơn bóng, thì nó lại toát lên là cái sự sang trọng, cái sự nổi bật cho chiếc xe. Và đây chúng ta sẽ có một cái radar này. Cái radar này sẽ có tính năng là Adaptive Cruise Control, dừng, Stop and Go và cái tính năng là phanh khẩn cấp. Thì cái phần radar này sẽ đảm nhiệm toàn bộ ba cái tính năng đó. Về khoảng sáng gầm của chiếc xe này là 190mm. Thì với 190mm thì các bạn hoàn toàn có thể tha hồ, mình có thể leo lề hay là đi vô những cái đường xấu mà hoàn toàn thoải mái, không vấn đề gì hết. Qua phần bên hông, ở phần bên hông
Chiều dài cơ sở của con này phải nói là rất tốt các bạn, hơn 2700mm, và kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì các bạn hoàn toàn có thể thấy trên màn hình. Thì nếu mang chiếc xe này so sánh với lại các đối thủ cùng phân khúc thì kích thước của nó to nhất trong phân khúc luôn các bạn. Tuy nó chỉ là cấu hình 5 chỗ thôi nhưng mà kích thước của nó còn to hơn cả Honda CR-V, một chiếc xe có cấu hình 7 chỗ ngồi. Thì để xem phần cốp và cái phần nội thất của chiếc xe này nó rộng cỡ nào. Còn bây giờ vô những cái chi tiết bên trong á, thì các bạn sẽ thấy là một cái đường viền chrome đây nè các bạn. Một cái đường viền chrome nó sẽ ốp trọn vô cái phần là khung cửa kính, nó làm cho chiếc xe trở nên sang trọng hơn rất là nhiều. Và những cái phần chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như là tay nắm cửa cũng được mạ chrome. Và chiếc xe này sử dụng tay nắm cửa là chìa khóa smart nha, cho nên là không cần phải móc chìa khóa ra bấm đâu, mà nó y chang như những cái chiếc xe của Ford thế hệ trước đây, rất là thông minh và rất là tiện dụng khi chúng ta lên xuống xe. Ở phần phía dưới này chúng ta sẽ có một cái ốp này là làm bằng nhựa nhám, và Cường rất là thích cái xe mà có cái kiểu ốp ở phần phía dưới này là nhựa nhám, bởi vì khi mà chúng ta chạy vô những cái đường mà lỡ chẳng may va quẹt hay vô những cái chi tiết này thì cái phần sơn bóng này sẽ rất là dễ bị tổn thương. Nhưng mà đối với lại những cái chi tiết mà nhựa nhám này thì phải nói rất là bền. Và khi mà mở cửa ra, cái phần ở phía dưới này này, nó sẽ ốp toàn bộ cái phần thân xe. Thì các bạn hình dung nếu đi vô những cái điều kiện thời tiết mà trời mưa thì cái phần này không bị dơ. Mình bước lên bước xuống thì cái ống quần của mình nó cạo ở đây thì nó sẽ không bị dơ cái quần. Và Cường rất là thích cái kiểu babuê nó ốp như kiểu thế này. Còn đối với lại những chiếc xe khác thì nó chỉ ốp một nửa đây thôi. Thì mình leo lên leo xuống ở đây thì rất là dễ bị dơ cái phần ống quần của chúng ta. Còn về phần cửa, này các bạn có thể coi phần cửa rất là dày nha các bạn. Đúng là xe Ford, cửa rất dày luôn các bạn. Và cùng đóng cửa cho bạn nghe nè. Rất chắc chắn luôn các bạn. Và các bạn nghe cái tiếng cửa nè. Lại mình thử nhấn nè. Mình thích đi xe Ford là nhờ cái phần tôn vỏ đó. Nó làm cho mình một cái cảm giác rất là yên tâm khi mà mình ngồi sau cánh cửa này. Rồi những cái chi tiết nhỏ nhỏ khác, ví dụ như là cái phần gương chiếu hậu thì phải nói là to đùng cối vại luôn các bạn. To như là Ford Everest vậy đó, tuy là nó chỉ là chiếc xe hạng xe thôi. Và cái gương này cam 360, cảnh báo điểm mù, đèn báo rẽ, sấy gương, gập gương tự động, điều chỉnh gương đều hoàn toàn bằng điện. Cho nên là cái cụm gương này rất là giá trị nha, cho nên các bạn đi xe là các bạn phải đậu xe ở những cái nơi mà mình yên tâm một xíu về cái gương này. Và cái phần cụm gương này nó sẽ không bắt vô cái phần trụ A này mà nó bắt thấp xuống một xíu phía dưới. Thì khi mình ngồi bên trong mình nhìn ra thì cái phần gương này nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác nó thoáng hơn, đặc biệt là ở phần trụ A này. Rồi về phần mâm lốp thì đối với lại phiên bản Titanium X đó, thì chúng ta sẽ sử dụng là mâm 19 inch, size là 235/50R19 và lốp là sử dụng thương hiệu của Goodyear. Thì với cái lốp này thì Cường cảm thấy là nó ở một cái mức là khá thôi, chứ chưa phải là xịn sò lắm về cái phần lốp Goodyear của chiếc xe này. Còn về phần mâm thì là 19 inch, là một cái kích thước mà gần như là tương đương với lại các đối thủ trong cùng phân khúc. Hầu như các đối thủ trong phân khúc này như CS5 hay Tucson hay là Sportage đều là sử dụng mâm 19 inch. Còn về cái phần kích thước, về cái hình dạng mâm thì Cường cảm thấy cái mâm này rất là khỏe nha. Rất là khỏe. Nhưng mà nếu mà Cường mua chiếc xe này, Cường sẽ gắn thêm cái spacer để cho cái phần bánh xe nó nhô ra ngoài một xíu. Bởi vì nếu mà nhìn như vậy cái phần đùi trước đùi sau nó bè ra, nhưng mà cái bánh xe nó hõm vô bên trong nhìn cảm giác nó không được khỏe lắm, cả ở phía trước và phía sau luôn. Nếu mà Cường sẽ gắn thêm để cho cái phần bánh xe nó cảm giác là nó cơ bắp hơn. Thì về phần mâm lốp thì Cường cảm thấy là ok, với cái kích thước và cái kiểu như thế này Cường thấy là nó vừa lại cái con mắt của Cường. Còn qua phần đằng sau thì phần đằng sau, đặc biệt là phần đằng sau nè, các bạn thấy không, nó hõm vô rất là nhiều, nó hõm vào khoảng tầm 5 phân đó. Mình nhìn cảm giác nó không được khỏe các bạn. Đó, mình nhìn từ đằng sau nhìn cảm giác cái xe nó là bề thế, nhưng mà nhìn cái phần mâm nó thụt vô mình cảm giác là nó hơi yếu một xíu. Và cái phần mâm lốp này là 19 inch, mà cái size này cũng tương đương, cũng bự đó. Nhưng mà nếu mà so kích thước với tổng thể của chiếc xe thì Cường cảm thấy cái mâm lốp này vẫn hơi nhỏ, là do cái phần thiết kế. Rồi qua phần đằng đuôi xe đi. Phần đuôi xe là cái điểm mà Cường thích nhất trên chiếc xe này. Nếu như Cường đã quen nhìn với lại những chiếc xe trong cái phân khúc hạng C thì đối với Territory là cái phần chiếc xe mà có cái phần đuôi đẹp nhất, to nhất, bề thế nhất. Nó đến từ cái chiều rộng của nó lên đến 1m9, hơn 1m9 các bạn. Rất to luôn nha.
thì nó cho mình một cảm giác nhìn từ ngoài đường, nhìn ở trong showroom thì nhìn có vẻ là nó bình thường thôi, nhưng mà khi mà chạy ngoài đường thì Cường cảm thấy cái đuôi của chiếc xe này rất là to, bề thế nó trường cái xe. Ở phần đằng đuôi thì chúng ta sẽ có tất nhiên là camera trong tổng thể cam 360, đèn thì sử dụng đèn hậu full LED, và cái kiểu đèn này thì các bạn thấy là theo một cái phong cách mới, một cái làn gió mới trong những cái chiếc crossover hạng C. Ở phần phía dưới thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cảm biến, 4 cảm biến phía sau và 2 cảm biến góc. Ở phần càng ở phía dưới thì cũng là cái phần nhựa nhám, Cường rất là thích cái kiểu ở phía dưới mà nhựa nhám này để nó đỡ bị chày các bạn. Mình mà sử dụng xe nhiều thì mình khi mà mình biết rồi thì mình mới thấy cái những cái phần nhựa nhám này nó giá trị nè, chứ những cái phần nhựa bóng rất là dễ bị chày luôn. Ở phần phía dưới này chúng ta sẽ có đèn sương mù, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái móc kéo nè, mình gắn cái móc kéo này. Bây giờ Cường sẽ mở cái phần cốp cho các bạn xem nha. Ở phía bên trên này có kính, có đèn phanh trên cao, và ở đây là có cái phần cảnh gió nè. Cameraman có thể quay dọc như vậy để cho quý khách hàng xem cái phần cảnh gió này, rất là đẹp nha các bạn, nhìn rất là sắc lẹm, nhìn rất là thể thao luôn. Và cái phần đuôi ở phía sau á, nó sẽ bầu ra một xíu, thì hứa hẹn cái phần cốp sẽ rất là rộng. Bây giờ Cường sẽ mở cái phần cốp lên để xem cái phần cốp của chiếc xe này có rộng như chúng ta tưởng tượng hay không. Cốp thì tất nhiên là cốp điện rồi các bạn. Wow, khi mà mở cái phần cốp này lên thì camera có thể quay sâu bên trong này. Cái này là cái phần ốp ở phía bên trên này nè các bạn. Đó, nó sẽ có hai ngăn nha. Cái ngăn này là để phía bên trên này nè, nhưng mà tháo ra rồi thì mình sẽ để tạm phía dưới. Và cái phần cốp này Cường thấy chiều sâu nó có thể là 80-90 cm các bạn, rất sâu. Cái phần cốp này phải nói là tha hồ chúng ta có thể là để đồ, thì cái phần cốp này Cường dám mặn dạng luôn, cái thể tích cốp của nó là rộng nhất trong phân khúc, rộng hơn cả CS5, rộng hơn cả Tucson. Còn CR-V thì không có cửa rồi, bởi vì CR-V nó là cấu hình 7 chỗ cho nên phần cốp của nó rất là hẹp. Thì với phần cốp này thì các bạn tha hồ. Và các bạn thấy cái thiết kế nè, cái phần ở bên trong này nè, nó làm hõm vô. Chúng ta có thể để những cái vật dụng, nó có cái bề ngang rất lớn nha. Và cái ghế ở đằng trước thì gập theo cấu hình là 40-60, cho nên nếu mà cần mà để mà tải hàng á, thì cái phần cốp của chiếc xe này phải nói thoải mái sử dụng luôn. Ở phía dưới này thì sẽ là bánh dự phòng. Bánh dự phòng của chiếc xe này thì để Cường xem cái size của nó như thế nào. Bánh thì chắc chắn là mâm thép rồi đó các bạn. Mâm thép size của nó là 145/80R18 nha các bạn. R18, mâm 18, mâm là mâm thép. Thì với cái mâm lốp dự phòng này thì đúng nghĩa là mâm lốp để dự phòng thôi các bạn. Và ở phần phía dưới này thì Cường cảm thấy là rất nhiều cái khoảng trống. Rất nhiều cái khoảng trống luôn các bạn. Các bạn có thể để cơ số đồ, những cái vật dụng mà ít khi sử dụng ở phần phía dưới này. Đó, các bạn có thể thấy nè, rất nhiều nha, rất nhiều khoảng trống. Nếu mà về mình tối ưu lại thì chúng ta có thể để cơ số đồ ở phía dưới này. Rồi, bây giờ Cường sẽ mời các bạn tìm hiểu cái khối động cơ của chiếc xe này. Ngay khi mà mở cái nắp capo của chiếc xe này lên thì các bạn sẽ hoàn toàn choáng ngợp bởi cái phần không gian của cái phần động cơ này. Với những chiếc xe Ford thì các bạn nhìn cái phần động cơ của nó có phần là nó trần trụi, nó có phần là nó đúng chất cơ bắp của một người Mỹ. Nhưng đối với Territory thì không, những cái chi tiết được bố trí cực kỳ gọn gàng. Cường phải nói là cực kỳ gọn gàng nha, nhìn khúc nào ra khúc đó, bình ắc quy, hộc lấy gió, cầu chì, khối động cơ. Và cái động cơ này được trang bị một cái ốp, cái phần nhựa này rất là gọn gàng các bạn. Đó. Đó, các bạn nhìn này, cái phần ở phía dưới nè. Đó, cái phần động cơ nè. Nhưng mà khi mà mình có cái phần miếng nhựa này vô, mình ốp vô thì phải nói là nhìn nó gọn gàng các bạn, nhìn nó kiểu như đàng hoàng chỉnh chu lắm, giống như là những chiếc xe Đức vậy các bạn, những chiếc xe đến từ châu Âu vậy đó. Ngoài cái việc là động cơ không thôi, nhưng mà nhìn vô nó phải đẹp, nó làm cho người dùng cảm thấy rất là nịnh mắt. Ở phần phía bên trên này có những cái ốp cách âm, rất nhiều vật liệu cách âm nha. Thì Cường hứa hẹn chiếc xe này sẽ có một cái khả năng cách âm rất là tuyệt vời. Thì để khi mà có xe lái thử, Cường sẽ lôi chiếc xe này lên đường cao tốc để mình test trực tiếp cho các bạn khi chạy trên đường thực tế nó có êm hay không, và cái khả năng vận hành của nó như thế nào. Thì Cường mời các bạn cùng subscribe kênh YouTube của Cường để nó xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Và cái phần này á, Cường thấy ở phần phía dưới nó sẽ có bọc kín luôn. Cái phần ở phía dưới này nè, nó sẽ có những cái miếng nhựa bọc kín cái phần gầm ở phía dưới động cơ luôn. Cho nên là đi chiếc xe này vô đường ở bụi bẩn bùn đất á, thì nó sẽ hạn chế cái bụi bẩn nó bay lên trên cái phần động cơ này.
và nó cũng tạo được cái tĩnh khí động học, tức là không khí nó sẽ luồn một mặt từ đằng trước ra đằng sau mà nó không bị nhiễu loạn cái không khí ở phía bên dưới. Thì với động cơ của chiếc xe này là sử dụng cái động cơ lừng danh của Ford, động cơ EcoBoost, công suất là 160 mã lực và 242 Nm, dung tích chỉ 1.5 thôi nha các bạn, tăng áp. Với cái động cơ EcoBoost này nó sẽ sử dụng một loạt các công nghệ để cho ra một cái công suất cũng như là cái lực kéo tối ưu. Có thể kể đến là cái công nghệ là giảm thiểu ma sát, tăng áp, trục cam biến thiên, phun xăng trực tiếp. Thì cái động cơ này cho dù các bạn chạy cái vòng tua cao thì nó vẫn cực kỳ êm các bạn. Chiếc xe này mà chạy vòng tua 4-5 ngàn cảm giác như những chiếc xe hút khí tự nhiên mà chạy vòng tua 2-3 ngàn rồi các bạn. Phải nói rất sướng rồi. Cường đã trải nghiệm những cái động cơ EcoBoost này, thì chiếc xe này khi mà được gắn nguyên cục động cơ EcoBoost vô thì phải nói cái khả năng trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời, và một cái chiếc xe nó có cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt. Đó là về phần động cơ. Còn về hệ thống treo của chiếc xe này thì ở đằng trước là sử dụng hệ thống treo kiểu MacPherson, ở đằng sau là kiểu đa liên kết đa điểm, và hệ thống treo 4 bánh là hệ thống treo độc lập nha các bạn. Thì với cái hệ thống treo này là cái hệ thống treo rất ưu việt cho những cái đường trường cũng như là đường nội thành, cho mỗi khả năng êm ái và cân bằng ổn định ngang rất tốt các bạn. Về phần khung gầm thì sao? Về phần khung gầm là một cái điểm nổi trội của nhà Ford từ trước đến nay, từ những cái tôn vỏ bên trong nè, những cái trụ A, trụ B, trụ C đều làm bằng một loại thép cường lực, sẽ cho một cái khả năng chịu vặn xoắn cũng như là ổn định tốc độ cao cực kỳ tốt trên chiếc xe Ford Territory này. Cho nên nếu xét một lần từ nãy tới giờ Cường review thì chúng ta có thể thấy một cái phần thiết kế rất là đẹp nè, một cái kích thước rất là rộng rãi và to nè, một cái phần hệ thống treo ưu việt nè, một cái động cơ đã có tên tuổi của nhà Ford cả trăm năm nay rồi, và một cái khung gầm cực kỳ chắc chắn. Chưa gì chúng ta đã có được 5 cái điểm rất nổi trội trên chiếc Territory này. Còn bây giờ Cường sẽ mời các bạn vô bên trong phần nội thất của chiếc xe này. Điều đầu tiên Cường có thể nói đến là ngay khi mà Cường nổ máy các bạn, nghe cái tiếng động cơ nó êm lắm các bạn. Tuy là lúc đầu nổ máy thì cái vòng tua nó hơi cao, nhưng mà cho dù ở cái vòng tua cao như vậy thì cái động cơ nó vẫn rất êm, rất êm. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cửa lại. Bây giờ Cường mời các bạn nhìn một vòng về cái phần nội thất trước đi, chứ đỡ mất công Cường chi tiết thì mình hơi bị rối. Thì các bạn nhìn tổng thể chiếc xe này từ bên trái sang bên phải thì chủ yếu là da không các bạn. Cái chỗ này cũng da nè, da nè, da nè, da nè, ốp gỗ nè, toàn bộ là da gỗ ấy. Một cái chất liệu rất cao cấp trên chiếc xe này. Những cái chi tiết ví dụ như là những cái nút bấm ở đây nè, là nó mạ kiểu như là titan đấy các bạn, mạ titan sáng đó các bạn thấy. Những cái nút bấm ở đây nè làm theo kiểu là nhựa bóng và cái kiểu là titan xám á, nó rất là sang trọng các bạn, phải nói là rất là sang trọng luôn. Wow, khi mà đóng toàn bộ cửa lại thì phải nói êm các bạn, không nghe gì luôn. Đây Cường sẽ cho các bạn nghe nè, rất êm các bạn. Nhưng mà đây chỉ là mở cái xe đứng im thôi, cho nên mình cũng không dám nói gì nhiều. Nhưng mà rõ ràng với bất cứ một chiếc xe nào khi mà đứng im mà cái khả năng cách âm như vậy cũng là rất tốt rồi các bạn. Không thể nghe được cái tiếng động cơ luôn. Mình nhìn vào đây mình mới biết được cái động cơ nó đang nổ nè. Sờ vô cũng không có độ rung luôn các bạn. Em thực sự đó, khi mà sờ vô lăng thì mình phải cảm nhận rõ lắm thì mình mới thấy được à nó hơi rung nè. Đó. Rồi, bây giờ các bạn nhìn một vòng rồi các bạn sẽ thấy nè, có rất nhiều điểm mà Cường bất ngờ khi Cường leo lên chiếc xe này. Bởi vì nếu ai đã quen với lại những cái kiểu thiết kế của Ford rồi thì thực sự đối với lại chiếc xe, những cái kiểu thiết kế trong thời gian gần đây phải nói rất đẹp các bạn. Đầu tiên đến từ cái phần vô lăng nè, vô lăng theo kiểu thiết kế đi khách này các bạn, nó vát ở phần phía dưới này nè. Camera có thể quay cái phần vô lăng nè, cái phần vô lăng này như xe thể thao các bạn, như xe thể thao. Và những cái nút bấm ở trên này được hoàn thiện rất tốt, mình sờ mình cảm giác mình bấm các thứ nó đã lắm các bạn. Đó, nó rất là đã các bạn. Những cái nút bấm cảm giác nó rất là chỉnh chu và nó nịnh cái người dùng. Và cái phần màn hình ở đằng sau vô lăng phải nói kinh khủng các bạn. 12 inch. Tổng cộng hai cái màn hình này 24 inch. Trời ơi mà nó nét nha các bạn. Cái này nó nét như là xe mẹt luôn á. Cực kỳ nét luôn, và cái giao diện cũng thấy nó cũng hao hao các bạn. Công nhận là Ford bây giờ họ thiết kế về nói là đỉnh thật, nó không có kiểu bảo thủ với lại cái kiểu nồi đồng cối đá như ngày xưa đâu, mà bây giờ cái kiểu nó cũng rất là nịnh người dùng.
cái màn hình. Và cái màn hình này chúng ta sẽ hiển thị được nhiều chế độ khác nhau nha. Nó có tổng cộng là 4 chế độ lái: Sport, Eco, Normal và đường đồi, đường đèo á, sẽ có 4 chế độ lái. Và hiển thị cái màn hình ở đây rất là trực quan. Còn cái màn hình ở đây nè, rất là to, màn hình giải trí. Và các bạn thấy cái màn hình này không? Tiếng Việt, 100% tiếng Việt. Phải nói là Ford đã rất lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng khi những chiếc xe gần đây đã có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nè. Và cái chữ ở đây cũng là tiếng Việt các bạn. Người Việt của chúng ta thì khi mà cảm giác cái tiếng như thế này mình rất là dễ sử dụng và nó có một cảm giác thân thuộc các bạn. Chứ cho dù mình giỏi tiếng Anh nhưng mà mình cảm giác mình xài tiếng Anh thì nó vẫn không thể nào bằng người Việt sử dụng tiếng Việt được các bạn. Và đây thì rất là nhiều các tiện ích ở đây. Đó, tha hồ các bạn sử dụng. Nhưng mà đối với là những cái điều khiển ví dụ như cửa gió, điều hòa hay là các thứ á, thì nó vẫn có cái nút ở phía dưới này nha, để cho chúng ta có thể là mình lái xe mà mình không quá quan tâm đến cái phần là mình có phải bấm cho nó đúng vị trí không, mà mình trước theo cái cảm giác của mình là mình bấm ở dưới này, cái nút bấm ở phía dưới này nè các bạn. Đó. Nhưng mà cái phần nút bấm này nè, nó là cái nút bấm theo kiểu là hình dạng của nó thì nó có thể là theo cái kiểu là kiểu nút bấm á, nhưng mà nó thực tế là nó là cảm ứng các bạn. Khi mỗi khi mình bấm vô đây nè, nó rung nhẹ cái đó, hay không các bạn? Các bạn phải đến showroom các bạn sờ vô những cái nút bấm là các bạn mới thấy nó hay. Còn nút hazard ở đây thì là nút bấm cơ thực sự nè, khởi động start stop. À, còn một cái nữa là chiếc xe này ở phần ghế này, phiên bản titanium ít, chúng ta sẽ có làm mát ghế luôn nha. Ghế sẽ là chỉnh điện 10 hướng, có sạc không dây ở đây luôn. Đây, có sạc không dây ở đây luôn nha. Không có sạc không dây đâu. Đây, đây này, đúng. Sạc không dây đây này các bạn. Đó, đã sạc. Thấy không? Và ở phần phía dưới này nó có phần cao su này, để giả sử như chúng ta sạc á thì chạy xe nó không có bị lọc cọc. Đó, không có bị lọc cọc. Và cái phần lưng ngựa ở đây phải nói thiết kế rất là đẹp các bạn. Nó thiết kế giống như những kiểu xe sang, xe Đức á. Nó nổi cao lên và hoàn toàn là bằng điện tử hết. Phanh tay điện tử, cần số điện tử, auto hold, vân vân. Và cái số điện tử này rất là hay nha. Giả sử nha các bạn, mà ví dụ như mình về N nha, mình đang chuyển cái N mà mình quên, mình không về B, thì ngay khi mình tắt máy, đây, nó sẽ tự động nó về B nha các bạn. Đó, hay không? Đó, nhiều khi mình quên, mình về B, mình từ N mà mình tắt máy, mình quên về B, nó tự động nó về cho chúng ta luôn. Auto hold. Và xe này thì với cái phần auto hold á, nó sẽ tự động luôn các bạn. Tức là nếu giả sử như chúng ta thắt dây an toàn, đóng cửa kín hết rồi, mình vào chế độ D, mình đạp phanh mình vào chế độ D mà mình quên nhả cái phanh tay này ra, thì nó súng tự động nó nhả cái phanh tay luôn, để nó giúp cho không bị bỏ phanh các bạn. Nhiều người cái phanh tay điện tử này quên, hay bị quên cái phanh tay điện tử này lắm. Đó. Rồi cái phần bệ thì tay này phải nói to các bạn. Và cái phần bệ thì tay này phải nói là mình xài mình cảm giác rất là sướng các bạn. Tức là nó thiết kế là người dùng có thể sử dụng được nó, chứ không phải là thiết kế kiểu như một số các dòng xe là bệ thì tay để cho có thôi chứ không sử dụng được. Như đây các bạn thấy không, cần cầm vô lăng này, cái cùi chỏ vừa với lại cái này luôn. Tức là mình có thể là mình chạy xe này một cách là thoải mái và nhẹ nhàng. Và cái phần ở phía dưới này phải nói to các bạn, miên man luôn á, tha hồ dưới này miên man luôn nè. Đó, to lắm các bạn. Chưa hết nha, ở phần phía dưới này nè, nó là một cái phần vùng trống nha các bạn, vùng trống nha. Các bạn có thể để được một cơ số đồ ở phía dưới này, và những cái hộp để đồ đây nữa nè. Phải nói chiếc xe này rất nhiều các vị trí để đồ khác nhau. Ở phần phía dưới này cũng vậy, Cường đếm sơ ở đây, Cường đếm cho các bạn này, tiện thì đếm luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nếu ngồi ở cái vị trí này thôi là tổng cộng 9 cái vị trí để đồ, để được từ những cái vật dụng nhỏ nhỏ. Đây, 10 đây nữa, 10 10 vị trí để đồ khác nhau, tha hồ. Ở trên này nữa, trên này là hệ thống điều khiển cái cửa sổ trời. Cửa sổ trời thì tất nhiên là cửa sổ trời toàn cảnh panorama này các bạn. Đó, các bạn có thể thấy cái phần cửa sổ trời ở đây. Cameraman có thể quay cái phần cửa sổ trời này cho quý khách hàng cùng xem. Về phần ghế thì chất liệu á, phải nói là trên cái chiếc xe Territory này, cái phần chất liệu phải nói là xịn nha các bạn. Cái chất liệu da của nó rất là mịn, mềm và mát.
cộng thêm đó là cái phần lưng ghế này, cái phần mông này có thêm cả cái tính năng là thông thông hơi, cho nên cảm giác nó rất là mát các bạn. Và cái phần gương chiếu hậu này là gương tràn viền luôn nha các bạn, tràn viền chống chói tự động, xịn sò các bạn. Gương tràn viền chống chói tự động, nhìn phải nói là phê, quá đỉnh luôn các bạn. Cái phần gương này quá đẹp. Cái phần đèn led ở trên này nó cũng làm cách điệu nữa các bạn. Khi mà mình ngồi lên chiếc xe này mình cảm giác như không phải chiếc xe Ford các bạn, kiểu như là nó có, nó sở hữu một cái khung gầm, một cái động cơ, một cái máy móc, một cái hệ thống treo, một cái khung vỏ của nhà Ford. Nhưng mà với cái phần thiết kế mới của nhà Ford, với những kỹ sư mới của nhà Ford bây giờ, phải nói là phần thiết kế này nó ưu việt hơn cho người sử dụng ở cái thị trường Việt Nam này. Phải nói bất cứ ai ở thị trường Việt Nam thì người dùng luôn luôn hướng tới cái là nó đẹp một xíu các bạn. Cái xe không phải là cái phương tiện di chuyển mà nó là một cái gì đó để trang sức, để diện theo kiểu cá nhân một xíu. Thì chiếc xe này nó làm được rất tốt cái điều đó các bạn. Nó vừa có một cái chất của nhà xe Ford mà nó vừa có một cái điệu điệu, một cái diện mạo của những chiếc xe mà nó nức người dùng về cái mặt thiết kế và cái phần thị giác. Rồi bây giờ Cường sẽ mời các bạn bước vô cái hàng ghế thứ hai để xem hàng ghế thứ hai của chiếc xe này nó rộng cỡ nào. Thì bây giờ ví dụ như bây giờ Cường sẽ chỉnh cho cái phần hàng ghế thứ nhất này nó vừa với lại người sử dụng đi ha. Thì không thể nào mình ngồi lái xe mà kiểu như là chơi vơi như thế này được. Thì Cường sẽ chỉnh cho nó sẽ phù hợp với lại cái tư thế. Đó, ví dụ như Cường sẽ chỉnh cái tư thế này. Vô lăng thoải mái, không có bị với. Rồi phanh thì đạp được hết hành trình, bệ tì tay các thứ. Rồi, bây giờ Cường sẽ mời các bạn vô hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Mất công quay video thì Cường cảm thấy là nói nó sao chứ. Các bạn hãy đến showroom của Cường đi. Các bạn thực tế các bạn coi cái khoảng không của cái hàng ghế thứ hai nó rộng cỡ nào. Phải nói là kinh khủng luôn các bạn. Cường chưa ngồi chiếc xe crossover hạng C nào mà rộng như chiếc xe này. Đây, ví dụ như hàng ghế thứ nhất Cường đã chỉnh vừa với lại cái thể trạng của Cường. Thì Cường ngồi ở hàng ghế thứ hai, Cường là 1m7 nặng 75kg. Thì phải gần 40cm mới chạm được cái lưng của cái hàng ghế thứ hai. Và nó là rộng thanh thang luôn các bạn. Và cái phần trụ ở dưới nè, cái phần thường thì những chiếc xe nó sẽ có cái phần ở dưới này úp cao lên. Nhưng không, đối với chiếc xe này là một chiếc xe sàn phẳng. Bởi vì cái platform của nó là platform một cầu dẫn động cầu trước. Cho nên cái phần khung gầm của nó sẽ bỏ luôn cái phần này. Nhưng mà đối với lại những chiếc xe là platform của nó là hai cầu ở bên thị trường nước ngoài, tuy là mang về thị trường Việt Nam chỉ có một cầu luôn nhưng mà nó vẫn sử dụng cái khung gầm đó, cho nên nó bị ụ lên. Còn với chiếc xe này, cho dù Cường ngồi ở hàng ghế ở giữa luôn thì nó vẫn rất là thoải mái các bạn. Đây, Cường để này rất là tuyệt vời luôn các bạn. Và cái phần độ ngả lưng ghế á, thì Cường cảm thấy là cái này không biết có điều chỉnh được không. Cái này cái độ ngả lưng ghế cố định ở một vị trí nhưng mà rất thoải mái các bạn. Cái độ ngả lưng ghế rất tốt, ghế ngồi rất mềm, cực kỳ mềm luôn các bạn. Các bạn cứ lên showroom một Cường đây, Cường sẽ cho các bạn ngồi thử. Các bạn sẽ thấy cái phần ghế này ngồi rất mềm. Cửa sổ trời rất là thoáng, không gian rộng. Và cái phần ghế này nè, nó làm rất là tối ưu với lại cái kích thước của người Á Đông mình, các bạn, người Việt Nam mình á. Tức là cái phần đùi này nè, nó sẽ vừa phải, nhớ nó chỉ khoảng 40cm thôi. Nhưng mà đối với chiếc xe Ford EcoSport của Cường á, nó tới 50 luôn các bạn. Cái phần ghế này nè, cho nên nhiều khi mình ngồi á, tức là nếu mà mình ngồi sát vô cái phần lưng này thì cái phần đùi này nó hơi bị kênh kênh kiểu này. Nhưng mà với chiếc xe này rất là vừa vặn luôn này, thì nó vừa hợp lý cho cái thể trạng mà nó vừa tăng cái không gian để chen ở đây. Phải nói rất là hợp lý trên chiếc xe này. Ví dụ như chiếc xe này ngồi 5 người 1m8 thì cũng bình thường, và ngồi 3 người ở hàng ghế thứ hai thì cũng rất là thoải mái. Và cái phần lưng ghế bệ tì tay này, đây. Cái phần bệ tì tay này bọc da đẹp các bạn. Các bạn thấy nè, da rất là mềm, cho dù đây là cái bệ tì tay thôi đó mà nó mềm vậy nè các bạn thấy không, mềm không đó. Trời ơi, chiếc xe này phải nói là không mua cũng uổng các bạn. Cường là một người đi rất là nhiều xe Ford rồi nhưng mà ra lên chiếc xe này Cường vẫn có một cái cảm giác nó làm cho Cường là thú vị. Rồi ở hàng ghế đằng sau thì chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa, cổng sạc USB ở đây rất là đầy đủ ha. Cửa sổ trời ở phần bên trên này thì nó bọc là bằng nỉ các bạn. Và cái tông màu ghế da của chiếc xe này là màu xám, màu xanh. Ở cái phiên bản Territory thì chúng ta có khả năng chúng ta sẽ trang bị hai cái tông màu nội thất là màu trắng xanh và màu xám xanh đó. Thì để xem cụ thể những cái
phiên bản nó sẽ như thế nào. Đây, các bạn thấy không? Ở đây nó còn có một cái túi nhỏ nhỏ này. Cái túi nhỏ nhỏ để chúng ta có thể để điện thoại, các vận dụng linh tinh này, phải nói là nó hợp lý các bạn. Đây đằng sau này nữa, nó làm cho mình là cho dù những cái tiểu tiết nhỏ nhất của một con người thì nó vẫn đáp ứng cho mình được. Mình cảm giác là mình ngồi cái xe này nó đáp ứng cho mình được và nó rất ok. Cuối cùng là về công nghệ và những cái trang bị an toàn. Thì đối với chiếc xe này, trang bị danh sách an toàn của nó phải nói là nhất trong phân khúc luôn các bạn. Đầu tiên có thể kể đến là 6 túi khí, hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật, hệ thống giữ làn đường và cảnh báo lật làn đường, hệ thống adaptive giữ khoảng cách với lại xe phía trước khi chúng ta set ga tự động cruise control, camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ đổ xe chủ động, hệ thống cảnh báo điểm mù, rất nhiều. Cường có thể là Cường sót thì Cường xin mạn phép liệt kê lại cho các bạn tất tần tật những cái công nghệ trên chiếc xe Ford Territory này. Thì với những cái điểm mà Cường vừa mới review cho các bạn vừa rồi, ví dụ như động cơ EcoBoost lừng danh của nhà Ford, sở hữu một cái khung gầm rất ngon của nhà Ford, một cái không gian nội thất cực kỳ rộng rãi, một cái hệ thống treo rất êm ái và một danh sách trang bị cực kỳ dồi dào trên chiếc xe Ford Territory này. Và các bạn có nhu cầu trải nghiệm cũng như là lái thử hay là cần xem xe thực tế tại showroom hay là cần báo giá thì các bạn hãy liên hệ với Cường hoặc phòng kinh doanh của bên Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Bye bye.